Đi chơi Lan Ngọc. Nhưng Lan Ngọc xinh quá. Em rất vui em được gặp Lan Ngọc ấy, xinh quá. Người đẹp nào mà Tiên thấy bật nhất trong làng giải trí? Chị Ngọc. Chị Minh Nhân Lan Ngọc. Em thích dáng gì cũng đẹp mà mặt mũi chị rất là chị cười. Em thích chị nụ cười. Chị nghĩ sao về chị diễn viên Minh Dương Lan Ngọc? Chị rất là thích chị Lan Ngọc. Tại vì sao? Thứ nhất, chị rất là xinh, rất là đẹp. Thứ hai, chị rất là ốm. Thứ ba, chị rất là duyên dáng. Quá nói chung là chị Minh Dương Lan Ngọc là tuyệt vời. Cũng đóng cảnh nóng với sao lửa nhất Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc. Dạ, anh nói là thích Ninh Dương Lan Ngọc, anh là fan. Dạ. Dạ. Cái sự biết, chào chị Hồng Nhi. Cũng là chị Ngọc luôn, mà chị Ninh Dương Lan Ngọc. Chị Ninh Dương Lan Ngọc. Ở nhà, mỗi lần chị Ngọc hay sao? Chị thấy đã. Hào là cái mẫu phụ nữ mà em nghĩ là em có thiện. Lan Ngọc. Lan Ngọc. Tại vì thấy chị có vẻ hòa đồng với lại